Vâng, xin chào tất cả mọi người. Tiếp tục series khui thùng khi chưa bao giờ khui, mình đã review cho mọi người dòng loa Q7 ở video trước. Nếu mọi người muốn xem, mọi người có thể nhấn ở phần mô tả bên dưới nhé. Còn ngày hôm nay thì mình sẽ review cho mọi người là dòng loa S1 của hãng Bock. Bây giờ chúng ta sẽ cùng khui thùng nha. Và bạn nữ này cũng chưa bao giờ khui dòng loa này luôn, mình cũng vậy, chưa ai biết nó sẽ như thế nào. Và chúng ta hãy cùng mở xem trực tiếp nhé, để chúng ta có một cái cảm nhận thực tế nhất khi một chiếc loa được khui ra. Ok, rồi. Ở trên là nó có logo này. Rồi, chúng ta mở ra xem ở trên bên trong nó có gì nha. Đây là dòng loa S1. Đó. Hãng Bock này thì nó có Q5 này, Q7, rồi bây giờ tới S1 mọi người nha. Ở đây chúng ta sẽ xem nè, có ta sẽ gỡ ra có. Rồi. Cắt băng keo. Đó. Xem ở trong hộp nó có gì nha. Ở đây có 2 micro, có 2 micro này, rồi một cái dây sạc adapter sạc, một cái dây sạc, và đây chúng ta có thêm một cái remote. Rồi, ok, và nhờ bạn mở cái bao bóng cho mọi người xem micro như thế nào luôn, xem chúng ta xem được bên trong nhé. Ta sẽ xem cận cảnh micro như thế nào. Đẹp đó mọi người. Cái kiểu micro nó cũng lạ luôn. Đấy. Ok, bây giờ chúng ta sẽ khui thử loa mọi người nha. Sau khi khui xong thì mình sẽ test âm thanh thử cho mọi người. Đấy. Bên trong nó như thế này đây. Rồi. Đây là bạn nữ nên là chưa biết cách mở. Ok. Nặng đúng không? Ok, mình sẽ phụ rồi. Rồi, ok. Rồi, mở ra. Ta mở hai bên ra. Rồi, mình mở tới đây ra nè. Lạ ghê mọi người ơi. Đây. Đấy. Phần này là phần đáy rồi, mình sẽ lật ngược lại. Mình sẽ lật lại. Ở sau mọi người này nó thấy có hai cái bát nè. Chúng ta sẽ lật ngược lại xem như thế nào. Đây, đây là mặt trước của nó nè mọi người. Ở sau có hai cái bát. Ở đây cũng có một cái bát. Ở đây là hai chiếc loa chép. Đây là bo mạch của nó. Màn hình đèn LED mọi người nè. Ở trước là bo mạch của nó. Wow. So với những dòng loa trước thì dòng loa này nó có những cái nút chỉnh rất là đẹp. Đấy, rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng. Ở đây nó có một cái dây nữa mọi người nè. Hồi nãy mình quên nói một cái dây đây. Để chúng ta có thể gắn, để chúng ta có thể đeo. Gắn lên để chúng ta có thể đeo sách đi. Đó. Rồi Ngọc bưng lên coi thử khoảng mấy ký. Thôi khỏi gắn, tí mình gắn sau. Gắn sau, giờ mình bưng lên thử khoảng mấy ký. Nặng không? Nặng. Nặng à? Ok. Đây là bạn nữ thì đeo hơi nặng rồi đó. Ok, bây giờ chúng ta sẽ thử test âm thanh để mọi người nghe nhé. Đây mặt lưới của nó mọi người nè. Mình sẽ quay cận cảnh cho mọi người luôn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bật cái âm lượng nó lên thử. Âm lượng ở đây. Bật nguồn. Bật nguồn. Bật nguồn ở đâu? Ở sau đây không có nút mọi người nè. Ta sẽ xem thử nút bật nguồn ở đâu. Đây. Ở đây không, mình chưa tìm ra nút bật nguồn mọi người. Đấy. Để coi nó có ở dưới. Có ở dưới có. Ở dưới có nút bật nguồn. Ở dưới cũng không có nút bật nguồn luôn mọi người. Rồi. Đây, đây là lần đầu tiên mình khui ra nên mình cũng chưa biết nó sẽ như thế nào mọi người nhé. Thử xem. Volume. Thử. Đây mọi người nè, nhấn nút này là bật nguồn. Ok, nút này mọi người nè, nút mode này nó bật nguồn luôn nè. Rồi, Bluetooth rồi, bây giờ chúng ta sẽ thử kết nối Bluetooth thử nha. Đây, thử Bluetooth. Đó. Bluetooth nè, rồi. Nó có một cái, chúng ta đang tìm nè mọi người nè. Chúng ta đang tìm, có chữ là S Audio, nhấn vào. Cho phép. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng mở âm lượng thôi nhé. Mình sẽ tìm nữa nè. Low. Low 2. Low 2, mình để 50 hết đi. Cái này có guitar volume luôn mọi người nè. Guitar chắc là guitar đó. Lo mini mà có 1 micro có dây riêng ở đây. 2 micro không dây ở đây. Rồi hai chỗ cắm guitar luôn. Có mid tone. Tone của mid. Mid low, mid chép. Low là bass, 2 là cao đó mọi người, echo delay. Rồi. Giờ mình sẽ thử nhạc nhé, 50 trước. Sẽ thử nó có gì khác biệt nha. Mình mở thử nhạc không lời cho mọi người nghe thử nhé.
Đấy, mở nhạc không lời nha. Đó. Mở một bài của anh Zack này cũng được. Thử một bài đi.